Tập 12. Cô đừng có lại đảo lộn thị phi. Khoe khoang tài năng kể chuyện thiên phú của cô được không? Tôi có thể bớt đi một chút hứng thú. Nhưng mà tôi đồng ý với cậu. Chỉ cần cậu chịu làm tiếp, không có gì là không thể thương lượng. Cô biết ai có thể sửa được mật mã của kho tài liệu trung tâm không? Người vào công ty BA lãng nhã như cậu, tôi chẳng qua chỉ là sự giúp đỡ bên ngoài công ty lãng nhã của cậu thôi. Chuyện này nếu không phải là người của công ty lãng nhã thì không thể biết được. Chẳng lẽ người đó không nói cô biết à? Tôi và anh ta, thứ nhất không phải cấp dưới, hai không phải bạn bè, ba không phải tình nhân. Sao anh ta lại nói với tôi chứ? Thêm nữa, mật mã của kho tài liệu trung tâm của công ty lãng nhã đối với tôi không có lợi ích gì. Người ngoài bất kể ra sao cũng sẽ không đến kho tài liệu trung tâm. Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Để cậu thất vọng rồi. Tôi cũng không biết kế hoạch tổng thể của anh ta là gì. Tôi và anh ta chỉ là quan hệ giao dịch thôi. Thứ anh ta nói với tôi là thứ tôi nên biết. Thứ tôi nói với cậu cũng là thứ cậu nên biết. Mỗi người chúng ta cố gắng hết sức làm tốt bổn phận của mình. Đừng cứ lo lắng về chuyện không liên quan đến cậu. Tôi có thể vì kế hoạch này mà chia tay với Lữ Tiếu Tiếu, nhưng tôi không thể để em ấy trở thành giống như tôi, ngày nào cũng bị người khác khống chế. Bởi vì cô ấy nghe lời tôi mới vào lãng nhã, mới bị cuốn vào tất cả chuyện này. Tôi phải chịu trách nhiệm, tra ra bàn tay của ông trời đứng đằng sau. Những người thích la chuyện bao đồng đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Đến lúc đó đừng trách tôi sao không nhắc nhở cậu. Lúc hợp tác ban đầu cũng không nói là không cho phép la chuyện bao đồng. Tôi vẫn làm nhiệm vụ, nhưng chuyện bao đồng tôi vẫn phải lo. Kiểm tra giữa kỳ tiến hành không được thuận lợi lắm. Mỗi người đều muốn được điểm cao nhất, mà thành tích của bọn họ đều rất xuất sắc. Thật đau đầu mà. Mỗi lần kiểm tra đều thế này cả. Nếu đã như vậy, tại sao chỉ đặt ra một hạng điểm cao nhất chứ? Jerry, nguyên tắc là nguyên tắc, một chữ cũng không được sửa. Đây là lúc thể hiện năng lực lãnh đạo. Nếu như đến cấp dưới của mình còn không quản được, thì cô làm sao làm sếp? Chi bằng cô ra đại sảnh làm vệ sinh. Không phải cô thích tên nhân viên vệ sinh đó sao? Sao vậy? Cô còn muốn phạm sai lầm mà? Con người ai mà không có lỗi lầm chứ? Chính là câu này của cô. Cô muốn tôi cho cô bao nhiêu điểm? Là anh chấm điểm cho tôi sao? Tôi chấm điểm cho cô. Người chấm điểm cho tôi là những thượng đế trên trời của công ty lãng nhã. Đầu tôi đau muốn chết luôn. Tôi muốn bây giờ được về nhà nhảy vào bồn tắm, ngâm mình trong nước nóng, sau đó trèo lên giường ngủ say nhiệt chết. Bây giờ đã biết cấp trên không dễ làm rồi chứ. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Thậm chí tôi còn không có sức than vãn. Hay là tôi nói với cô một chuyện này, đấy là tinh thần. Không phải chuyện của Trác Nguyên chứ? Không phải. Đang lúc kỳ kiểm tra giữa kỳ đang đến gần, cho cậu ta qua một bên hóng gió đi. Tôi nói cô biết. Tôi đã biết trước kia ai là người quản lý kho tài liệu trung tâm rồi. Tôi hy vọng cô giúp tôi chuyện này không liên quan đến kiểm tra giữa kỳ. Bây giờ nói chuyện càng lúc càng có khẩu khí của sếp rồi. Tôi cảnh cáo các cô, trước kỳ kiểm tra giữa kỳ, đừng ai nghĩ rằng có thể dùng bất cứ cách nào đó mua chuộc tôi. Đúng chứ? Sếp Lữ, cô yên tâm. Tôi cực kỳ tự tin. Chỉ dựa vào thành tích nghiệp vụ của tôi cũng có thể đạt điểm cao nhất. Cô đừng chế giễu tôi nữa. Cô nói rõ thế thì tôi yên tâm rồi mà. Cô nên hiểu cho tôi, đang bị kỳ kiểm tra giữa kỳ làm cho thần hồn nát thần tính, tinh thần suy nhược. Hay là đợi qua kiểm tra giữa kỳ rồi tôi lại nói với cô sao? Để không khiến cô bị tôi thu hút là cho tôi điểm cao nhất, thế không phải sẽ cắn rứt lương tâm lắm sao? Cô tự nói ra xem, xem thử có thu hút nổi tôi hay không. Đi vào con đường gian lận,
Người trước đây quản lý kho tài liệu trung tâm tên là Lương Sơn. Anh ta là một cao thủ máy tính thời đầu. Năm 2004 rời khỏi công ty Lãng Nhã. Lại là năm 2004. Cô nói gì? Không có gì, cô nói tiếp đi. Mật mã trước đây là do Lương Sơn đặt. Sau khi anh ta rời đi thì cũng không có nhân viên nào nữa. Cho nên mật mã chắc vẫn là cái trước kia thôi, không có sửa đổi. Nếu như giống như cô nói, mật mã là sinh nhật của cô, vậy người sửa mật mã chỉ có một, đó chính là Lương Sơn. Đây là ai nói cho cô biết? Trác Nguyên. Cô trúng tà rồi à? Một nhân viên vệ sinh như anh ta có thể biết được chuyện này sao? Là Thạch Kiên nói tôi biết. Tại sao cô lại muốn biết tình huống của Lương Sơn? Mỗi ngày đều ảo tưởng bảo thân là nữ chính phim kinh dị. Hôm đó tôi uống say, đã nói với cô ấy chút chuyện về Lương Sơn. Kết quả cô ấy vừa nghe xong thì hứng thú rồi. Một hai bắt tôi đưa anh đến đây để anh nói rõ cho cô ấy biết chuyện của Lương Sơn. Lương Sơn là một thiên tài máy tính. Vừa tốt nghiệp thì đã vào làm việc ở kho tài liệu trung tâm của công ty Lãng Nhã. Cậu ấy tham gia vào việc thu thập, quản lý tài liệu trong kho tài liệu, cho nên không có tài liệu nào mà cậu ấy không biết. Thế Lãng Nhã không sợ anh ấy tiết lộ chuyện cơ mật sao? Sẽ không có đâu. Tính cách Lương Sơn rất cởi mở, nhưng lúc làm việc anh ấy nổi tiếng là miệng kín như bưng. Từng có một lần tôi hẹn anh ấy đi uống rượu. Sau khi chút say anh ấy hỏi chuyện trong kho tài liệu trung tâm, kết quả anh ấy vẫn giống như lúc tỉnh, trả lời vẫn kín như bưng. Sau này tôi nói đùa với anh ấy, có phải anh trải qua huấn luyện đặc thù gì đó của công ty Lãng Nhã rồi không? Vậy có phải năm 2004 anh ấy rời khỏi Lãng Nhã? Năm 2004 Lãng Nhã rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cô lại biết năm 2004 Lãng Nhã xảy ra chuyện? Giang hồ đồn thổi, giang hồ đồn thổi thôi mà. Bây giờ vẫn còn người đồn thổi chuyện này. Năm 2004 đối với Lãng Nhã giống như là ở trong thế giới của Harry Potter thì cấm kỵ không được nhắc tên Voldemort vậy. Các cô làm sao biết được những thứ này? Đây là một câu chuyện khác. Chúng ta nói xong chuyện này trước. Năm 2004 rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tôi cũng không biết. Lúc đó chức vụ của tôi rất thấp. Tôi chỉ biết là tất cả sếp lớn của công ty Lãng Nhã đều đổi hết rồi. Nghe nói là đã xảy ra chuyện lớn, còn kinh động đến tổng bộ ở Hoa Kỳ. Lương Sơn cũng là vào lúc đó rời khỏi Lãng Nhã. Sau khi anh ấy rời khỏi Lãng Nhã, con người cũng thay đổi luôn. Tôi không còn nhìn thấy anh ta cười nữa. Lúc bắt đầu tôi với anh ta còn liên lạc, sau đó dần dần cũng xa cách rồi. Vậy đã xảy ra chuyện gì đối với anh ấy? Cái này không ai biết cả. Tôi chỉ biết sau khi anh ấy rời khỏi thì cũng không có làm việc cho bất cứ công ty lớn nào nữa. Sau đó ở một siêu thị máy tính làm nhân viên bảo trì phần mềm. Siêu thị máy tính nào? Số 131 đường Thế Kỷ. Chuyện của tôi nói xong rồi, tiếp theo nên nói chuyện của cô rồi. Các người đẹp, nếu như kỳ kiểm tra ngày mai tôi đạt điểm cao nhất, đó là không phải do tôi, cũng không phải do quan hệ người thân giữa tôi và Lữ Tiếu Tiếu, mà là do quy tắc chấm điểm của Lãng Nhã. Thật sự là không hợp với tôi lắm. Nếu như tôi đạt điểm cao nhất thì đừng trách tôi đó. Muốn trách thì trách Lãng Nhã đi. Nghe rõ chưa các người đẹp? Giám đốc Mã, bây giờ đã bắt đầu tuyên truyền rồi. Vậy nếu ngày mai không đạt điểm cao nhất thì không phải rất mất mặt sao? Cô lo lắng rồi. Tôi lo lắng à? Dựa vào thành tích nghiệp vụ của An Nhật Huệ tôi, sao tôi phải lo lắng chứ? Tay vô thức nắm váy chính là biểu hiện của lo lắng, không tự tin. Có thể trước mặt giám đốc Mã, người có tự tin đi nữa cũng sẽ biểu hiện không tự tin thôi. Thế không phải tôi có lợi quá rồi sao? Tôi tin rằng ngày mai Lữ Tiếu Tiếu chắc chắn sẽ giúp cô. Nhưng tôi lại không tin cô ấy dám to gan lớn mật như vậy. Hôm nay tôi cũng tính là đã biết cái gì gọi là yên tĩnh giữa thành phố ồn ào rồi. Làm việc ở Lãng Nhã bao nhiêu năm, cuối cùng lưu lạc đến mức phải làm việc ở chỗ như chợ rau thế này. Thạch Kiên à, cái tiệm đó ở đâu vậy? Chắc không đúng rồi.
Chúng ta là đi sai rồi, đã đi ba vòng rồi đó. Thạch thiếu gia, nếu anh không biết đường, đừng dẫn đi lung tung có được không? Xin lỗi, tôi chưa từng đến chỗ này. Anh đùa kiểu gì vậy? Anh biết tôi muốn giết người đến mức nào không? Vậy mới mua hôm qua, chân tôi sắp què rồi nè. Được rồi, bình thường mà. Thiếu gia thường sẽ không đến những chỗ này. Đồ vô dụng mới gọi là thiếu gia. Cao kiến. Tìm thấy rồi. Đi nào. Xin hỏi anh là Lương Sơn sao? Không phải tôi. Hôm nay anh ấy nghỉ phép. Anh có thể cho tôi số điện thoại và địa chỉ nhà của anh ấy không? Chúng tôi có chuyện gấp tìm anh ấy. Tôi là bạn gái của anh ấy. Tôi mang thai rồi. Alo. Được rồi, tôi đang ở công ty. Tôi đến ngay đây. Giải thích lý thuyết hệ thống cơ bản EM và lý thuyết hệ thống nâng cao NIMIU. UN SENSA-S cung cấp hệ thống quản lý mạng và tổ chức NASENS. Xin chào, tôi bên giao hàng Zida. Bưu kiện này gửi cho ông Lưu Sơn. Cần có chính chủ ký nhận. Xin hỏi anh ấy có ở đây không? Chuyển đi từ lâu rồi. Tôi viết cho cậu địa chỉ nhé. Cảm ơn. Cái chỗ quỷ quái gì vậy? Cô không sao chứ? Xem ra tôi chỉ có thể sống trong khu người giàu. Tôi cõng cô nhé. Mới nãy Lữ Tiếu Tiếu nói là thật sao? Đúng vậy. Nếu không sao cô ấy chạy nhanh thế được? Đến rồi. Có ai không? Có ai không? Có ai không? Các người tìm ai? Cháu tìm Lương Sơn. Lương Sơn chuyển đi từ lâu rồi. Chuyển đi rồi sao? Lương Sơn đúng không? Cút đi. Lương Sơn đừng chạy. Đừng chạy. Trác Nguyên, đó không phải nhân viên vệ sinh của Lãng Nhã sao?
Chạy nhanh vậy không sợ rơi mất con à? Nói tầm bậy tầm bạ. Bàn tay của ông trời. Cái gì? Tôi nhớ biển số xe rồi. Còn phát hiện được bí mật gì của Juliet nữa? Nhân viên vệ sinh, anh vui thật đó. Hôm nay tôi còn tưởng Lữ Tiếu Tiếu thật sự mang thai rồi. Chuyện hôm nay phải giữ bí mật. Nếu không thì sao? Nếu không tôi sẽ nói ra bí mật của anh. Tôi thì có bí mật gì chứ? Trong nửa năm nay, bộ phận công trình chúng tôi đã hoàn thành 23 hạng mục lớn nhỏ. Tài liệu cụ thể đã đưa đến tay mọi người rồi. Mọi người có thể xem qua một chút. Bí mật của Thạch Kiên là gì? Cô nghe được tin đồn cũng không nói tôi biết. Không có nghĩa lý gì. Tôi nhìn ra rồi. Cô đó, bây giờ có người chia sẻ bí mật với cô rồi. Các cô đừng nghĩ chiến thắng trong tầm tay rồi. Tôi biết. Mỗi một ông chủ đều có cấp dưới thân tín của mình. Ông chủ bao che nhân viên của mình cũng là việc đương nhiên. Nhưng tôi không mong rằng tất cả những gì tôi bỏ ra cho Lãng Nhã lại không nhận được báo đáp tương xứng. Mà các kiểu không công bằng này sẽ từ từ làm hao mòn động lực tiến bộ của một nhân viên đối với công việc. Vivian, cô yên tâm. Sẽ không có ai bị đối xử không công bằng cả. Vậy sao? Vậy sao tôi lại nghe nói nội bộ đã quyết định cho Mã Gia Lệ điểm cao nhất rồi? Vivian, lúc sự gì còn chưa xảy ra, xin cô đừng nói lung tung. Trước đây lúc có Juliet, chưa từng thấy cô dễ kích động như vậy. Kelly, nói hay lắm. Vua nào tôi nấy. Cấp trên đổi người rồi, cấp dưới cũng sẽ tự nhiên trong lòng hoảng loạn. Không phải chứ? Thật sự là Mã Gia Lệ sao? Tiền thưởng của tôi. Im lặng. Xin mọi người giữ im lặng. Những lời Vivian vừa nói là không có thật. Tôi sẽ dựa trên thành tích nghiệp vụ để đánh giá mọi người. Tuyệt đối sẽ không có thiên vị. Vậy sao? Nếu đã như vậy, phi cô mở bản ghi chép của mình ra để chúng tôi xem thử cô đánh giá thế nào. Chúng tôi yêu cầu đánh giá công khai, không quá đáng chứ? Anh đã tìm ra một vài manh mối của chiếc xe đó. Xin lỗi, xin đợi một lát. Ồn ào muốn chết. Lát nữa là xong rồi. Anh nói anh tìm ra manh mối rồi. Anh tìm được một vài thông tin và hình ảnh của chiếc xe. Hiện tại đang điều tra. Tra ra rồi sẽ nói với em. Không phải chứ? Đang ở bên ngoài phòng họp. Em mau chóng vào trong an ủi đám người Vivian đi. Phụ nữ là một đám ồn ào. Anh cảm thấy thế giới này thật đáng ghét. Chúng ta bắt đầu lại được không? Giống như trước đây vậy. Anh là Trác đại gia, em là hai cái miệng cười. Chúng ta cùng nhau nướng cánh gà ở ngoài hiên.
cùng nhau ăn kem. Em sẽ không nửa đêm canh ba chạy đến nhà anh nữa, cũng sẽ không hỏi này hỏi kia. Chúng ta bắt đầu từ điểm xuất phát, bắt đầu từ làm bạn thân được không? Lúc còn nhỏ, anh cảm thấy tất cả mọi chuyện đều giống như một vòng tròn vậy. Em cứ việc đi theo quỹ đạo, đi một vòng sẽ quay lại điểm xuất phát, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng em không phải trẻ con. Đừng tưởng trên thế giới này tất cả mọi chuyện đều đơn giản như vậy. Giữa nam và nữ không có cái gì là bạn bè, hoặc là bạn trai bạn gái, hoặc không phải là gì hết. Vậy tại sao anh phải giúp em tìm địa chỉ của Lưu Sơn, ghi lại biển số chiếc xe chở anh ta, điều tra chủ nhân chiếc xe là ai? Anh làm nhiều chuyện gì em như vậy là để nói với em một câu, chúng ta không phải là gì cả sao? Anh làm như vậy là để trốn tránh. Em cứ cầm một đống thư từ đến làm phiền anh. Anh chịu đủ rồi. Làm ơn cho qua. Các cô thật sự muốn xem bản đánh giá điểm số sao? Được rồi. Mời. Trời ơi, cho tôi xem một chút. Tôi sẽ nói với Frank, mỗi một vị giám đốc của chúng ta đều rất xuất sắc. Tôi không thích chế độ đánh giá này. Mặc dù công ty có điều lệ của công ty, nhưng tôi có cách của mình. Vivian, vừa lòng cô chứ? Chẳng qua bây giờ chỉ có cô, tôi sẽ sửa thành 9 điểm. Bởi vì cô làm ảnh hưởng đến không khí trong nội bộ công ty. Đương nhiên nếu như cô không vừa lòng, bây giờ có thể đi báo cáo với Frank. Tôi sẽ không để ý đâu. Giúp tôi cái. Cái gì? Giúp tôi kiểm tra chủ nhân chiếc xe này. Xin lỗi, không giúp được cậu đâu. Thay đổi nhanh vậy. Đừng vậy mà, người anh em tốt. Trác Nguyên, cậu vượt quá giới hạn rồi. Là nói với tôi cái này à? Vì một cô gái không đáng đâu. Anh là Hoàng Khải nên tôi tha lỗi cho anh. Sao em lại đến đây? Là ai vừa mới đến? Người giao hàng tôi. Thật sao? Em xem nè, đơn giao hàng còn ở đây nè. Nè, không tin thì em xem đi. Thời gian địa điểm đều có hết.
đi chậm thôi. Bye bye. Hay lắm Cherry, cô tiến bộ rồi. Cảm ơn. Lần trước lúc tôi quay về, chăm chú lật sách tìm hiểu, động não. Tôi phát hiện vấn đề bóng của tôi chủ yếu nằm ở trên phần chiến thuật. Tôi đứng lùi về sau quá. Đứng lùi về sau thì chỉ có thể phòng thủ, cho nên thắng ở chỗ thời gian phản ứng nhiều hơn. Nhưng mà lực trả bóng của tôi yếu, cự ly di chuyển dài. Lần này tôi thay đổi chiến thuật, tôi phải chủ động ra tay, chủ động tấn công. Xuất sắc. Tấn công vĩnh viễn là cách phòng thủ tốt nhất. Tôi phải đánh giá lại đối thủ này rồi. Cũng được nhỉ? Cũng được. Kiểm tra giữa kỳ của cô khiến giám đốc của các bộ phận khác đều đang tranh luận. Tại sao? Có người nói cô đang thách thức cả thể chế văn hóa của công ty Lãng Nhã. Cách này của cô quay lại trình độ nồi cơm điện của thập niên 60-70. Nồi cơm điện sao cũng được, chính là hình thức quản lý lạc hậu này. Thay vì cải thiện, lại đem nỗ lực của chúng tôi trong rất nhiều năm đổ sông đổ biển. Giải thưởng cũng là một kiểu động viên, mà tôi lại không có nói, khiến lần đánh giá này hình thành nên một loại rèn luyện. Mấu chốt là ai mới là người đặt ra luật lệ. Tôi có quyền lên tiếng. Cô có ý gì? Cứ ở dưới cùng một trạng thái, ai cũng sẽ mệt mỏi. Đây là hiệu ứng cá chép. Trên tàu đánh cá thời xưa, người đánh cá sợ cá đánh bắt được chết, sẽ thả vào trong hai con cá. Cá chép hiếu động, bơi không ngừng, sẽ khiến cho những con cá khác phải bơi theo. Động đậy rồi thì không dễ chết nữa. Vậy là tháng này thả lỏng cho họ một chút, tháng sau lại nghiêm hơn một chút. Không ngờ Cherry của chúng ta càng lúc càng giống giám đốc rồi. Cũng không hẳn là thủ đoạn gì, chủ yếu là người của bộ phận sáng tạo đều rất chất giả. Bọn họ đem tất cả tinh lực đặt vào công việc. Cô đi xem thử phòng chăm sóc khách hàng đi, bọn họ cũng chất giả như các cô thôi. Vậy chỉ có thể nói rõ điều kiện sinh tồn ở Lãng Nhã rất khắc nghiệt. Cũng không thể nói môi trường này là bình thường được. Tôi là ông chủ của cô, cho nên anh chính là người đánh cá, tôi là con cá trong cabin. Quang Khải, chết rồi à? Mở cửa mau. Anh mở cửa mau. Sao vậy? Điện thoại em rơi rồi. Sao anh lại ở đây? À, đúng vậy. Tôi đúng là không nên ở đây. Tôi đi trước đây. Thật ngại quá. Có chuyện gì chúng ta sẽ liên lạc sao? Không đâu. Người nên ngại là tôi mới phải. Bye bye. Nhớ giúp tôi đó. Đợi đã. Có phải cậu đã quyết định chia tay Lữ Tiếu Tiếu không? Đúng vậy. Được. Vậy cậu phải đồng ý với tôi, sau này đừng gặp em ấy nữa. Cái con người lén là lén lút như cậu sẽ gây phiền phức cho em ấy. Theo như tôi biết, Lữ Tiếu Tiếu đã là người trưởng thành, không cần phải có thêm người giám hộ đâu. Chuyện giữa chúng tôi để chúng tôi tự giải quyết, được chứ? Lúc ban đầu có thể là em ấy thích dáng vẻ giả vờ bảnh bao của cậu, nhưng mà tôi không thích. Tôi là chị họ của em ấy. Nếu có ai dám vô cớ tổn thương em tôi sẽ cho hắn biết tay. Lữ Tiếu Tiếu mù rồi. Đến mức đó sao? Dữ vậy. Bây giờ đến lúc hỏi anh rồi. Mới nãy hai người đã nói gì? Cậu ấy nhờ anh giúp chút chuyện. Một người em họ hàng xa của cậu ấy muốn đến công ty bọn anh thực tập.
Thật sao? Em xem lý lịch của em trai cậu ấy nè. Anh không nên giúp loại người này. Cậu ta mua mô bất chính, là đồ lừa đảo. Giúp hay không giúp cậu ấy đều được cả. Em xem em họ cậu ấy muốn đến công ty anh thực tập lại không cần tiền, phải không? À, anh mới mua rượu vang đỏ, em có muốn uống thử không? Em không uống vang đỏ. Whisky, thêm đá nha. Được, 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 anh đi lấy cho em. Trác Nguyên anh ta không có nhắc đến chuyện của Tiếu Tiếu thật sao? Không có. Em cảm thấy cậu ấy sẽ nhắc không? Ai mà biết. Biết đâu cậu ta muốn nói chuyện với anh xong, anh truyền đạt lại cho em, giải thích cho cậu ta. Em nói Tiếu Tiếu cũng vậy, tìm rắc rối gì cho mình rồi, cứ phải yêu cậu ấy làm gì? Vậy anh thì sao? Không phải anh quen thân với cậu ấy sao? Anh cũng không có tính cưới cậu ấy. Anh với cậu ấy cũng không thân tới mức đó. Thực ra cậu ấy cũng được xem là một nhân vật khí phách gian dội. Quen biết con người này không có chỗ nào hại cả. Anh nói bậy. Anh không hề quen biết cậu ấy sơ sơ như vậy. Anh rất xem trọng cậu ta. Còn không bằng em nói anh thấy cậu ấy cũng được. Em không vui sao? Đúng vậy, em không vui. Em không thích cái kiểu người ta lén la lén lút như các anh. Anh biết em không vui, cho nên anh mới không nói chuyện giữa anh và cậu ấy cho em biết. Thực ra thì mấy năm nay, những người anh gặp đâu đâu cũng là người tiêu chuẩn thì cao, năng lực thì thấp. Còn Trác Nguyên là con người cam chịu hạ mình. Anh quen biết là người này, cho nên đừng bởi vì chút chuyện vụn vặt của em gái em mà khiến anh phiền phức thêm. Tùy anh. Em để câu này ở đây. Trác Nguyên không phải là thứ tốt đẹp gì, sau lưng cậu ta chắc chắn có quỷ. Em nhắc anh tránh xa cậu ta ra, duy trì khoảng cách. Đừng để đến sau cùng lừa anh sạch sẽ rồi anh mới hối hận. Em biết anh không thích người khác kiểm soát anh, cho nên em chỉ nói đến đây thôi. Hôm nay em đến là để lấy Trác Nguyên ra gây thêm phiền phức cho anh phải không? Trống rỗng. Em cô đơn. Em lành. Vậy thì chúng ta sống chung đi. Sao cô quay về trễ vậy? Frank cứ muốn tôi đi đánh cầu lông. Có chuyện gì mà gấp gáp vậy? Wrestling của sếp Trương sắp bị tập đoàn HCD thu mua lại rồi. Cái gì? Cho nên có được Wrestling. Dòng sản phẩm của tập đoàn HCD đã bao phủ hết rồi. Đồ dùng hàng ngày, mỹ phẩm, quần áo phụ nữ, sản phẩm dành cho nam giới. Đáng tiếc Wrestling là một thương hiệu địa phương có lịch sử mấy mươi năm. Nếu cứ như thế, lo lắng của cô chính là vấn đề của tôi. Thực ra điều đáng sợ nhất khi bị thu mua chính là ngoại trừ thương hiệu ra, tất cả đều bị thay đổi. Tất cả. Một dao cắt gọn, cô hiểu không? Chính là ngoại trừ tên thương hiệu và công xưởng ra, không còn nhìn thấy một chút dấu vết nào của Wrestling trước đây nữa. Trên phương diện chiến lược quảng cáo, ngoại trừ những điểm dựa trên tính địa phương có thể dùng tiếp, còn lại đều phải đổi hết. Cũng mang hàm ý trước đây chúng ta giúp Wrestling định vị sản phẩm. Trong khoảng thời gian ngắn phải ra phương án mới. Nếu không, khách hàng sẽ rất nguy hiểm. Đối với việc hợp tác với Lãng Nhã cũng rất nguy hiểm. Thời gian gấp rút, người trong tay tôi không đủ, cho nên mong là nhận được sự giúp đỡ của cô. Không thành vấn đề, tôi để Kelly đi giúp cô. Anh nói em biết, anh không đồng ý sống chung với em.
Em nghĩ cho kỹ xem, sống chung này nghĩa là sống thử, vì em có thể thích ứng một chút. Nửa đời sau đều phải chung sống với anh. Lỡ như sau này hai chúng ta không hợp, nhà ai nấy về, mẹ ai nấy tìm, em cũng phải biết trước. Em nghiêm túc đó. Có giỏi thì anh tự đấm nắm tay đó xuống xem. Đánh em nè, chứ đừng ở đó đánh không khí. Thật không ra gì cả. Cái gì? Anh nói lớn lên, em không nghe thấy. Ngày nào em dọn qua được? Anh nói với em, không được. Anh sợ gì chứ? Rốt cuộc là em muốn làm gì? Alo, Tiếu Tiếu. Được, tôi với Tiểu Nhu cùng làm. Đến ngay. Em có chuyện phải đi trước. Nếu như anh vẫn kiên quyết như vậy, vậy để em suy nghĩ lại. Sao mà anh không thoải mái đến vậy? Con gái người ta nói đến vấn đề xấu hổ này, anh còn bàn ra. Người ta khó xử lắm. Anh không cảm thấy em khó xử chút nào. Sếp Trương, cuộc họp lần này của chúng ta cực kỳ quan trọng. Mong rằng chúng ta song phương có thể phối hợp chặt chẽ trong lần hợp tác này. Tôi đặc biệt vì dự án của các ông bố trí một đội ngũ mới. Ngoại trừ Sharon vẫn luôn làm việc với mọi người, còn đặc biệt bổ sung một vị giám đốc sáng tạo đầy kinh nghiệm, Kelly. Sếp Lữ, mới nãy nhận được thông tin ngài Peter, tổng giám đốc khu vực Trung Quốc của tập đoàn HCD đã hoàn thành việc mua lại thương hiệu Breslin. Sếp Lữ, không sai, phó tổng giám đốc của Breslin đã đại diện tôi ký hợp đồng với tập đoàn HCD. Breslin bị sát nhập rồi. Sau này có chuyện gì, cô có thể trực tiếp liên hệ với ngài Peter. Tôi hoàn toàn không có bất cứ thái độ nào. Được rồi, rất vui được quen biết các chị. Tôi rất bận. Nếu có chuyện gì, có thể trực tiếp liên hệ bộ phận quảng cáo của công ty chúng tôi. Tạm biệt. Sếp Trương, có chuyện gì sao, Jerry? Ông không quan tâm tất cả mọi chuyện nữa sao? Thái độ của tôi rất rõ ràng rồi. Vậy thì chắc là ông không bận rộn mới đúng. Ý tôi là, nếu như ông thật sự không quan tâm gì nữa, ý cô là sao? Tôi có thể mời ông uống vài ly không? Có cần thiết vậy không? Đương nhiên. Tiếu Tiếu, cô bị sao vậy? Uống đến mức này rồi. Nào, mau lau đi. Cũng không phải công ty của cô bị sát nhập, cô phải uống đến mức này sao? Nào, đứng lên. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cô đứng yên cho tôi, đừng xoay nữa. Ai xoay lung tung chứ? Bộ dạng này của cô không làm việc được đâu. Mau lên, tôi đưa cô về nhà. Thời gian không chờ đợi ai. Tôi với sếp Trương đã bàn xong rồi. Công việc tiếp theo của chúng ta sẽ rất vĩ đại. Cô ngồi yên cho tôi. Cô lấy sức quyến rũ cá nhân của sếp Trương làm chủ đề cho tôi. Viết một bản kế hoạch nhấn mạnh bản sắc dân tộc của Breslin. Đây là kết quả thảo luận của tôi và sếp Trương. Cô nghe rõ chưa? Rốt cuộc là cô làm sao vậy? Đầu óc tôi rất tỉnh táo. Cho dù tôi say rồi, tôi vẫn là sếp lớn nhất của bộ phận sáng tạo. Câu này nghe có vẻ cũng không giống uống say lắm. Anh đang làm gì đó? Em không làm việc, đi đến chỗ này làm gì? Em uống rượu à? Em không uống rượu. Em còn lừa ai hả? Không uống rượu. Em thật sự không có uống rượu. Em đi nghe dạy dỗ. Danh tiếng cái thứ này,
thật sự không phải thứ tốt lành gì. Chỉ cần vừa đụng đến thì hỏng bét. Anh đoán xem, đây là ai nói? Em chỉ đơn giản là quậy phá thôi. Em không quậy phá. Lúc ông ấy nói câu này, em liền nghĩ tới anh. Anh nói xem, tại sao anh có nhiều chuyện che giấu em như thế? Anh, có phải anh có ẩn tình gì không?